Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Radiant Channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu xe cũng ra mắt khá là lâu rồi, từ tháng 11 năm 2018. Nhưng có lẽ nhiều bạn ở đây chưa thấy được màu sắc thực tế của nó cũng như kiểu dáng mà chỉ nhìn thấy qua hình ảnh. Thì hôm nay mình sẽ quay cận cảnh màu sắc cũng như chi tiết của chiếc xe này. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và nhớ đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như những clip mới nhất nhé. Mình bắt đầu vào chủ đề chính nào. Đây, trước mặt các bạn đây là phiên bản Super Cup 125 màu xanh lam, và phiên bản này gồm có 3 màu, đó là màu đỏ trắng, màu xanh lam và màu xanh lam xám. Xe được tạo điểm nhấn với nhiều chi tiết kế thừa hưởng từ dòng Cup huyền thoại như đèn pha tròn, yếm hình chữ S, yên xe nhỏ nhắn, lốc máy cần cần số cổ điển. Còn đây là mặt đằng trước của xe. Thì quan sát cảm nhận thấy chất cổ điển của dòng xe với đèn trước có hình dạng hình tròn rất là nổi bật, với hệ thống đèn LED cho ánh sáng tốt hơn khi đi vào ban đêm cũng như tăng tuổi thọ của bóng đèn. Hai bên là hệ thống xi nhan cũng được trang bị đèn LED được đặt rất là nhỏ gọn, hai bên tay lái rất là tinh tế, và phía trên của nó là cụm đồng hồ. Thì cụm đồng hồ này được làm lại hiện đại sử dụng công nghệ analog và được bổ sung thêm nhiều thông số hiển thị theo dạng kỹ thuật số, với thiết kế hình tròn đồng tâm, đặt giữa là một vòng tròn chrome với bên trong là màn hình LCD thể hiện các thông số xe. Tên xe cũng được thiết kế rất là sang trọng với chữ Super được khắc nổi sáng bóng nằm ở phía dưới xi nhan bên trái của xe. Và tiếp theo là hệ thống chìa khóa của xe. Thì chiếc xe Super Cup 125 này được làm hệ thống thông minh chìa khóa Smart Key. Mặc dù là mẫu xe thiết kế theo mẫu Cup huyền thoại nhưng lại được trang bị khóa thông minh có chức năng cảnh báo chống trộm, xác định vị trí xe thông minh và khởi động hệ thống điện. Đây là chi tiết ưu điểm đáng kể trên Super Cup 125. Tiếp theo là phía dưới là hệ thống giảm xóc xe cũng như bánh xe. Thì bánh xe được thiết kế bằng đúc 17 inch với các nan to nhìn rất là chắc chắn, cùng hệ thống phanh đem lại cảm giác vận hành êm ái và khả năng dừng xe hiệu quả. Tiếp theo là phía trên là phần yên xe. Thì phần yên xe được thiết kế nhỏ nhắn, nhìn kiểu dáng giống như yên xe cúp huyền thoại trước đó. Nhưng một chi tiết đáng chú ý là xe không được thiết kế ba ga đằng sau, nhưng những chiếc xe nhập về Việt Nam được gắn thêm ba ga phụ kiện phía sau, trong khi nguyên bản của nó không có. Và phía dưới yên xe là bình xăng xe với dung tích là 3.7 lít, cùng cái tên Super Cup được khắc rất là đẹp. Và tiếp theo là phần quan trọng nhất, đó là hệ thống động cơ xe. Thì xe được trang bị động cơ 125 phân khối SHOC 2 van, trang bị BGM FI với công suất tối đa là 6.79 kW tại 7.500 vòng 1 phút và moment xoắn 9.98 Nm tại 5.000 vòng 1 phút, với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Xe được sử dụng hộp số 4 cấp. Còn đây là hệ thống ống xả được thiết kế chrome liền lạc đẹp mắt, và dĩ nhiên là phải đạt chuẩn khí thải Euro 4. Và sau cùng là cụm đèn hậu thì cũng được thiết kế full LED luôn nha các bạn, rất là hiện đại, nhỏ gọn và trải dọc mà, chứ không nằm ngang như trước. Như vậy là mình vừa cho các bạn xem thông tin chi tiết cũng như kiểu dáng xe thực tế bên ngoài nó như thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.